Abyss trước đây gần như không hề xuất hiện thường xuyên giống như bây giờ. Khi mọi người ở trong nhóm kỵ sĩ đoàn tới nơi và chuẩn bị tiêu diệt con Abyss thì một tiếng sáo sau đó liền vang lên khiến cho con Abyss khổng lồ đó nổ tung rồi sinh ra một quân đoàn Abyss mới nhiều không đếm xuể. Thế nhưng đám quái vật này lại được đội trưởng của đội lăng kỵ sĩ điều khiển, thì ra hắn là người của quân đế quốc đã thâm nhập và làm nội gián của đất nước Tân đế quốc. Hắn đã chờ đến ngày này để tìm cơ hội báo thù. Đứng trước số lượng áp đảo quân kỵ sĩ đoàn không thể chống lại được đội quân Abyss nên đành phải ra lệnh cho mọi người rút lui. Lux sau khi biết tin thì anh cũng đã vội vàng chạy tới để cứu Lisa và mọi người. Nhưng vì bộ giáp long chiến y của anh đang mặc quá phèn để mang đi đánh nhau nên anh sau đó đành phải sử dụng đền thanh kiếm đen của mình để triệu hồi ra một bộ giáp long thần y khác. Nhìn thấy bộ giáp của Lux khiến cho đội trưởng của đội long kỵ sĩ nhớ đến hắc anh hùng cũng là người đã một mình đấu với 1.200 quân đế quốc. Sau khi để lộ thân phận của mình là một hoàng tử của quân đế quốc thì Lux liền một mình triệt hạ hết tất cả đám Abyss. Tên đội trưởng thì cảm thấy cực kỳ hoang mang khi thấy Lux mang danh là hoàng tử nhưng lại phản bội quân đế quốc. Lux sau đó không nói gì mà trực tiếp sử dụng đến kỹ năng của mình để đánh bại tên đội trưởng. Sau cuộc chiến và để cảm ơn Lux thì tất cả mọi người ở trong học viện sau đó đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng anh. Lux được mọi người ở trong học viện ca ngợi giống như là một người anh hùng. Thằng mê nhà ta cứ thế mà được cả dàn gái trong trường hầu hạ đến tận răng. Trong bữa tiệc hiệu trưởng đã ngỏ ý sẽ tổ chức ra một trò chơi có thưởng. Hiệu trưởng sau đó liền lôi ra một tờ giấy đỏ. Trong tờ giấy đó có ghi những việc mà Lux sẽ làm và bất kỳ ai sở hữu được tờ giấy này sẽ được toàn quyền sở hữu anh trong vòng một tuần. Việc này cũng đồng nghĩa với việc nếu như bây giờ ai mà bắt được Lux trong khoảng thời gian này thì người đó sẽ có được toàn quyền sở hữu anh. Sau khi nghe rõ luật chơi Lux cứ như vậy mà liền bị tất cả nữ sinh ở trong trường truy đuổi, quả này đúng phải gọi là thằng mê nhà ta bị gái dí bằng chết. Lúc này Lux chả biết đi đâu nên anh đành phải tới chỗ nhà kho của Lisa để trốn. Ấy thế mà anh lại bị cô lừa và bị túm lại. May mắn là bằng trí thông minh của mình thì anh vẫn có thể thoát ra khỏi đó được. Nhưng lúc ra ngoài để trốn thì anh lại gặp được Phi Phiêu và vì cô nghe thấy chị của mình bảo rằng nếu mà bắt được anh thì sẽ có bánh để ăn nên cô sau đó liền túng anh lại để giữ làm con tin. Cô cũng bảo rằng nếu như Lux ngoan ngoãn nghe lời mình thì lát nữa cô sẽ chia một ít bánh cho anh ăn. Lux sau đó nhanh trí đánh lạc hướng cô bằng tờ giấy đỏ rồi trùn lẹ đi. Sau một hồi tìm chỗ để trốn thì Lux đã quyết định vào một căn phòng trông giống như là một kho hàng để tìm chỗ núp. với thế mà chả biết là trời độ hay gì mà mấy nữ sinh ở trong trường sau đó liền vào căn phòng này để thay quần áo. Rồi Lux mới tá hỏa khi biết rằng mình đã vào nhầm phòng thay đồ nữ. Và trong lúc mọi người đang thay quần áo thì Lux lại cảm thấy có chút tội lỗi khi mình đã lẻn vào đây để trốn. Lucifer sau đó lại gần giá sách để lấy một cuốn sách thì cô đã vô tình nhìn thấy Lux đang núp ở đây. Và thế là chấm hết kiếp này của con coi như bỏ. May mắn là Lucifer sau đó đã không làm lớn chuyện này lên giúp cho thằng men số hưởng nhà ta may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng để có được sự giúp đỡ này thì Lux đã phải đánh đổi lấy sự tự do và anh phải tạm bán thân của mình cho Lucifer. Theo như luật chơi đã được đề ra thì cô đã bắt Lux giả làm bạn trai của mình trong vòng một tuần nhằm mục đích qua mắt người giám sát của bố mẹ mình để tránh dính phải một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt còn nếu như anh không nghe lời của cô thì việc mà anh là tên biến thái chuyên đi nhìn trộm con gái sẽ bị phơi bày ra trước toàn trường và vì biết rằng đây là con đường an toàn duy nhất nên lux không dám bật lại mà anh đành phải nghe lời của lucifer nói rồi giả làm bạn trai của cô nhưng điều này lại khiến cho các cô gái ở gần đó thấy ghen và giận tím hết cả người thế là tối đó cả lũ quyết định sẽ xông đến chỗ ở của lucifer để làm loạn trong lúc hai người đang ngồi học và vì đang buồn ngủ nên phi phiêu sau đó cũng nhân cơ hội này để tựa lên người của lux mà nằm ngủ luôn Lisa thì vì vẫn đang còn giận vụ sáng nay nên là cô đã phải lấy ra một số dẫn chứng như là nắm tay các kiểu để chứng minh rằng Lux là của mình. Phi Phi ở gần đó chỉ nhẹ nhàng bảo rằng khi còn nhỏ cô và Lux đã từng hôn nhau rất nhiều. Chốt lại thì vì giờ cũng muộn rồi nên giờ mọi người sẽ đi ngủ để mai còn có sức đi hẹn hò tiếp. Cứ như vậy mà sáng hôm sau cả hai người liền dắt nhau đi chơi và hẹn hò. Trong khi hai con mắm kia thì đang ngồi theo dõi. Hai người cứ như vậy mà đi mua đồ cùng với nhau cho đến hết ngày. Trên đường đi về cả hai đã bị tấn công bởi mấy tên choi choi hiện đang theo phe của quân đế quốc nhưng dù có là vậy thì lucifer vẫn có thể dễ dàng đánh bại được bọn chúng bằng bộ giáp thần long chiến y của mình có khả năng đoán trước được hướng di chuyển của kẻ địch và chỉ với ba phát bắn thì cô cũng đã có thể tiêu diệt được hết đám kỵ sĩ của quân đế quốc sau màn giao tranh ngắn ngủi thì mọi người sau đó cũng đã gặp được quản gia của lucifer và là người đang giám sát cho cô trong lúc đang nói chuyện thì một thanh niên tóc vàng liền tiến tới nâng cầm của lucifer lên và gọi cô là vợ thì ra anh chính là người đã được bố mẹ của cô chỉ định để kết hôn anh cũng là một trong bốn quý sở tộc ở trong gia tộc nhà florentino sau khi biết về việc Lắc hiện giờ đang là bạn trai của Lucifer thì hắn đã cạc hiện thân phận cựu hoàng tử thấp hèn của anh rồi thách đấu Lắc trong một trận đấu tay đôi múa floor với mình. Lucifer thấy vậy thì cô cũng đã đề xuất cho một trận đấu 2 vs 2, thời gian của trận đấu sẽ diễn ra vào khoảng 3 ngày nữa. Trong lúc Lucifer